các bác, xin chào các bác. Thì em đang lắp cái quạt để mà chống nóng cho lợn lần nái. Thì bên chuồng bên kia thì em lắp quạt trần. Đây các bác này. Bên kia thì em lắp quạt trần, còn bên này lắp quạt này. Không gọi đây là cái quạt gì nữa. Tròn. Đây, đây là một, đây là hai, góc kia nữa là ba, đấy, kia nữa là ba. Bên này nhím lắp cái quạt này thì nó quay được, quay tròn này. Nhím lắp bên này hai cái. Ở trên mái em, trên mái thì có hệ thống tưới nước. Trời nắng quá thì nhà em tưới nước. Ở lại nhà em này. Đây là buổi sớm vẫn khá là mát, nhưng đến trưa thì là nóng hơn. Chỗ nào thì em cũng có quạt cho lợn. Đây là đang đấu điện thôi đúng không? Xung quanh nhà em đều có cây cối nó che mát cho nên chuồng này nhà em cũng khá là mát đây. Nhưng bới mai rất là to. Chuồng lợn bột nhà em ở dưới kia cũng thế. Còn bới mai to nó che mát. À, mai nó rổ hết trên mái này này. Thì, chuồng kia cũng thế các bạn. Kia cũng mai nó phủ lên mái này. Mát chuồng rất là nhiều. Xung quanh đều có cây cối hết. Làm mát cho lợn. Xin chào các bác, chúc các bác chăn nuôi may mắn thuận lợi.